độc giả của báo Tiếp Thị Gia Đình. Hôm nay thì Lan Ngọc đang có một buổi chụp ảnh bìa cho báo Tiếp Thị và Gia Đình. Ngọc vừa hoàn thành xong một bộ phim truyền hình 30 tập của đạo diễn Lê Bảo Trung. Đây là một vai diễn mà phải nói là rất là nặng ký từ trước đến nay của Ngọc. Đây là một cô gái mà trải dài từ tuổi đời từ 18 tuổi cho đến 35 tuổi luôn. Nên hy vọng là sau khi bộ phim công chiếu thì mọi người sẽ thấy được một hình ảnh hoàn toàn mới của Ngọc. Điều khó khăn nhất của diễn viên đó là về mặt diễn xuất. Và mỗi cái vai diễn của mình á, đôi khi nó vẫn có sự lặp lại. Ví dụ như những vai hiền thì ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà mình phải lột tả được mỗi một người mỗi một tính cách khác nhau, mà hiền kiểu khác nhau. Nên thành ra là đối với diễn viên á, thì về cái phân tích nhân vật nè, về cái diễn xuất, đó là cái khó nhất. Và cái thứ hai nữa mà cản trở và luôn luôn khó khăn đó là cái cường độ làm việc. Bởi vì một ngày diễn viên làm việc á, thì có thể là từ 24 tiếng đồng hồ trở lên luôn. Nên thành ra là mình phải giữ một sức khỏe rất là tốt. Bây giờ, hiện tại bây giờ thì Ngọc đang độc thân vui tính, nên thành ra là cũng đang muốn tìm kiếm cho mình một đối tượng. Chắc có lẽ là cũng còn rất là lâu Ngọc mới là xe hoa, bởi vì hiện tại bây giờ thì mình đang muốn tập trung hoàn toàn 24 trên 24 cho công việc của mình. Có lẽ là vui tính, hòa đồng nè, và có hơi dữ dằn một tí. Đối với trong công việc thì thật sự là Ngọc rất là hết mình và dành toàn bộ hết sức lực của mình cho công việc và rất là nhiệt tình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Ngọc, và hy vọng rằng thời gian sắp tới Ngọc sẽ được gặp gỡ với quý khán giả nhiều hơn, và mong rằng mọi người sẽ đón xem bìa tạp chí Gia Đình của Ngọc nhé.